Kể từ ngày 1 tháng 10, cá nhân đăng ký mở thẻ quạt ví điện tử bằng phương tiện điện tử phải thực hiện xác thực sinh trắc học theo quy định tại thông tư 18 và thông tư 40 của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, tổ chức phát hành thẻ phải thu thập các tài liệu, thông tin, dữ liệu nhằm nhận biết khách hàng và thông tin sinh trắc học của chủ thẻ. Đối với khách hàng cá nhân, thông tin sinh trắc học của đại diện hợp pháp đối với khách hàng tổ chức phát hành thẻ phải thực hiện đối chiếu, đảm bảo sự khớp đúng giữa thông tin sinh trắc học của chủ thẻ với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước, hoặc khớp với dữ liệu sinh trắc học đã được thu thập và kiểm tra. Tổ chức phát hành thẻ lưu trữ, bảo quản đầy đủ, chi tiết theo thời gian đối với các thông tin, dữ liệu nhận biết khách hàng trong quá trình khách hàng phát hành và sử dụng thẻ.